dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Biết bao ơn lành Ngài ban xuống chan hòa. Hôm nay ngày hân hoan, hôm nay ngày tạ ơn. Con muốn dâng lời tán dương danh Chúa muôn đời. Dâng lên nhạc khúc tôn vinh, trên môi vang vọng những lời kinh. Dâng lên nhạc khúc tri ân, thiên thu tán tụng Chúa từ nhân. Con muốn dâng tròn lời cầu tựa như khói hương trầm. Hôm nay ngày hân hoan, hôm nay ngày tạ ơn. Con muốn dâng tròn trái tim thơ bé mòn hè. Giáo nhân giáo sư Thái Sang đang cố sức bằng nghề nông, một số đi làm ở các công ty xí nghiệp ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận. Giáo dân giáo họ bị cơ đa số sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông, sống bằng nghề chài lưới đánh bắt nhỏ. Cuộc sống thật vất vả và khó khăn, được sự quan tâm của đức cha, quý cha, các tổ chức các đại quý nhân viên, đa số giáo dân không còn sống trên những chiếc thuyền nhỏ nữa. Hầu hết mọi gia đình đều có đất để xây nhà, tuy còn một số gia đình vẫn chưa có đầy đủ tiền để xây dựng nhà được. Giáo họ Tiệm Cơ có khoảng 100 gia đình, 100 giáo dân, bao gồm giáo họ Đông Thọ có khoảng 100 giáo dân, bao gồm các bậc nhân phẩm và con cháu của các bậc nhân. Một số gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Sau đây chúng con nói sơ qua về bậc nhân phong ở vùng văn môn này. Bậc nhân phong ở làng văn môn hiện nay không còn nữa, hiện nay còn khoảng 190 bệnh nhân, không còn bệnh nhân mới. Về đời sống hàng ngày, họ được trợ cấp từ chính phủ,
được các tổ chức phát tài giúp đỡ, được các cá nhân quan tâm thăm hỏi giúp đỡ, nên có hai cộng đoàn khu, cộng đoàn văn nói của các sơ và một cộng đoàn văn sinh công việt khu hiện đang phục vụ và sự hiện diện tại đảo Phật Thái Bình. Có khoảng năm gì đang phục vụ tại đây, còn bên văn sinh công việt khu có 12 anh em và hai tu sĩ đang hiện diện tại. Một lần nữa, con xin đại diện cho giáo sư Thanh Sang, giáo hòa Thủy Cơ, giáo hòa Đông Tò. Cảm ơn đức cha đức tổng và cảm ơn đức cha đã đến viếng thăm phục vụ tại giáo xứ nhỏ bé này. Một lần nữa, con kính chúc đức cha đức tổng một có được sức khỏe dồi dào và được luôn luôn được sự bình an. Xin cộng đoàn các tổ chức có thành. Sau đây con xin kính mời đức cha, cho chúng con đôi lời thánh tình. Sơ lệnh xin Father, dear brothers, sisters present here, dear parishioners and children, I see so many young people even in the choir here. They participate actively. So colorful and vibrant community. Tôi xin được chào đức cha chúng mình và hôm nay cha đến đây rồi con rất nhiều các bạn thanh niên, các bạn thanh niên cũng một tràng pháo tay để thank you, Father, for some kind of introduction of this place, of the parish. You told me that it's a small parish, but I see that it's maybe small, but very active, very enthusiastic, very colorful and vibrant community. Cảm ơn cha đã giới thiệu sơ qua về cộng đoàn. Và tôi thấy cộng đoàn này rất là năng động. We can do a lot of good things, a lot of charitable job. We can always express and share the richness that we have inside. Cộng đoàn nhỏ bé mà chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc. And this is real what we have received, because we received for free. And for free, we have to give. Giống như cộng đoàn các bạn đầu tiên nhỏ bé, rồi chúng ta đã nhận tiếng không, cho nên chúng ta cũng chia sẻ tiếng không của chúng ta nhỏ bé. Especially you, we express our faith, our love, not only with words, but also with actions, with deeds. And this is very important also for the church in Vietnam, for the community here. We have to be able, capable, ready to help less privileged, sick, handicapped, any kind of problem that our brothers and sisters would have. À, chúng ta nhận đại diện của mình không phải chỉ bằng lời nói mà bằng việc làm. Nhất là ở đây chúng ta có đầy đủ thiện vì có những người mà có cái số phận xấu số. Để chúng ta có thể giúp đỡ về đó và cái cách chúng ta diễn đạt được tin của mình. I am the representative of the Holy Father for Vietnam. When I met him last year, a few months ago, he asked me to convey always his greetings to all communities, Catholic communities in Vietnam. Vậy trước thì cha có gặp Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha nói là khi ngài, bởi vì Đức Tổng lên là đại diện của Tòa Thánh ở Việt Nam, cho nên ngài gặp Đức Cha nói là khi Đức Cha đến Việt Nam thì đem cái lời chào của Đức Thánh Cha tới tất cả các cộng đoàn Việt Nam, tới tất cả mọi người chúng ta. So I said this morning during the mass. Now, maybe some of you have participated in this, accept them
Sáng nay thì cha đã nói ở tiếng lễ thế giới bên kia rồi, nhưng mà chắc ở đây cũng có những người không đi, cho nên bây giờ cha sẽ nói lại là cha sẽ chuyển lời và thăm đến Giáo Hoàng đến tới tất cả mọi người chúng ta ở đây. We are like messengers, like angels going from one side to another. So I brought you the greetings of the Holy Father. When I go back to see him, I will convey to him your greetings and your love. À, là người đại diện Đức Giáo Hoàng thì giống như là một người đưa tin. Vì thế nên là khi mà cha trở về bên Vatican thì cha sẽ nói với Đức Giáo Hoàng về tình yêu của mọi người trong cộng đoàn ra đây cho Đức Giáo Hoàng nghe. This is also the reason why the Pope, the Holy Father, why he has representatives, because he cannot be present around the world at the same time. He cannot be present with you or in the same time in Thailand or in Poland or in Italy or in China. No, he has the special privilege. People, normally bishops or archbishops, who represent him in locally. They are sent to the local churches to be like in persona, to represent him personally. And I am one of these people, no? I am very honored to be the Pope's representative in your country. À, đó là lý do mà Đức Giáo Hoàng cần có vị đại diện của mình, bởi vì có một mình Đức Giáo Hoàng này không thể có mặt ở mọi nơi trên thế giới. Ngài không thể có ở Việt Nam, ở Thái Lan, Ba Lan, cho nên là Ngài cần vị đại diện, và đó là lý do cha trở thành vị đại diện của Đức Giáo Hoàng ở Giáo hội Việt Nam. Thank you again for your welcome ceremony, very warm and honored. These 2-3 days to be with you, to visit your beautiful and very vibrant diocese. Cảm ơn các con một lần nữa vì cái cuộc đón tiếp này, một đón tiếp rất là vui, đầy màu sắc, và cha rất là vui, chúng ta cũng vui nữa. Cha nổ một tràng pháo tay để cảm ơn. Sau đây có một bệnh nhân phong có làm một bài thơ nhân kỷ niệm 45 năm ngày Đức Giáo Mục Phêrô kính yêu của chúng ta lãnh nhận thiên chức linh mục, và nhân dịp này chúng ta chào đón Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Đức Cha Marek Jaluski ghé thăm giáo xứ chúng ta. Thật đáng nhớ ngày 3 tháng 3 khổng lớn Chúa bao la, chúng con được đón Đức Khâm Sứ Marek Jaluski làm vị đại diện Đức Thánh Cha chiên. Như lời Chúa nói, chiên của ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Ở đây những con chiên hèn mọn, chủ chiên hằng nhớ chẳng bỏ qua. Chúng con lại nhận từ tay phép lành và thánh xuân tràn đầy, nghe bởi miệng Ngài lời an ủi như bồng con trên vai. Cũng hôm nay Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình, vị cha của giáo phận chúng ta, lãnh nhận 45 năm hồng ân phổ vinh, đoàn chiên dân Chúa lời cảm tạ, cầu chúc Đức Cha đầy thánh linh, tri ân Đức Khâm Sứ Đức Cha đã đến với chúng con. Xin Chúa ban hồng ân hồn sáng cho Đức Cha và Đức Khâm Sứ chu toàn sứ mệnh mở cửa nước trời. Những người Đức Khâm Sứ ba
và chúng ta cùng đứng và cúi đầu. Chúa anh chị em. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con
Ngài, Ngài yêu con, giữa muôn người Ngài đã chọn con. Xin gửi con vào khắp thôn làng, ôi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bình an. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con, giữa muôn người Ngài đã chọn con. Nơi ân tình